Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 13 tháng 9 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm dần, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa giảm dần, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.